Vì sao tích đức lại hơn tích tiền? Kính thưa quý vị, không phải ai cũng hiểu ra vì sao tích đức hơn tích tiền. Vì chúng ta bận, bôn ba xuôi ngược cũng chỉ vì mong muốn tích góp tiền của để cuộc sống sung sướng và để cho con cái đỡ khổ. Câu chuyện cuộc sống về tích đức, tích tiền. Thời vua Cản Long, nhờ được mùa mà Chu Thánh Trương với 100 mẫu ruộng, ông có được mùa bội thu. Ông còn bỏ ra nhiều tiền mua thêm nhiều thóc về dự trữ và ông sở hữu khoảng 480.000 kg. Nhưng ngay năm sau đó, ở đâu cũng mất mùa, cả hai vụ lúa trong năm đều không được là bao và giá tăng lên vùn vụt. Ông Chu Thánh Trương vẫn nhất quyết không bán, đợi tới mùa đông, thương nhân không cách nào đi lại bằng thuyền được. Hơn nữa, toàn bộ thóc gạo cũng đã được tiêu thụ hết. Chỉ có duy nhất gia đình Chu Thánh Trương là còn thóc dự trữ. Ông đợi khi nhiều người hỏi mua mới đưa ra giá cao là mỗi một thạch, tức là 120 kg, đổi một mẫu ruộng. Hơn nữa trong thóc còn trộn lẫn cả trấu. Mấy năm sau, với cách buôn bán này, tiền bạc nhà Chu Thánh Trương chất cao như núi. Việc làm ăn phát đạt là thế, nhưng vì mãi không sinh được một đứa con trai nối dõi tông đường, nên ông thường xuyên cầu nguyện. Năm ông 68 tuổi mới có con, đặt tên là 68. Khi cậu bé lên 10 thì Chu Thánh Trương qua đời. Tiền bạc sẵn có trong nhà, 68 cho rằng vừa ăn vừa phá còn không hết, nên anh chẳng coi tiền bạc là gì và ngày nào cũng mang tiền ra chơi cho hết mới về. Lợi dụng tính cách ngờ nghịch của cậu, nhiều kẻ tham thường tới vay thóc nhưng không trả và thóc cứ thế vơi dần. Hơn nữa, cậu ta còn là người đam mê bài bạc và rồi anh bắt đầu phải bán dần tài sản đi để trả nợ. Họ ép giá thật thấp vì biết rằng anh đang cần tiền, khiến cho chỉ trong mấy năm sau đó, toàn bộ ruộng đất nhà 68 đã không cánh mà bay. Trước khi 68 qua đời, gia tài của ông không còn lấy một ngôi nhà hay một mẫu ruộng. Kể từ đó, người dân trong vùng mỗi lần trách mắng con cái là phá gia chi tử đều lấy chuyện của 68 ra làm gương. Có đức, có phúc báo, ắt có tiền bạc. Có người làm gì cũng đều kiếm được ra tiền, có người ngược lại, có nỗ lực nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nuôi đủ bản thân. Cũng chính là vấn đề nằm ở phúc báo. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao tích đức hơn tích tiền, bà sẽ hiểu rằng thành tựu của một người đều dựa vào phúc báo cộng với trí tuệ mà thành. Có những người hiểu biết, có trí tuệ, ham học hỏi đấy, nhưng vẫn không có cơ hội giàu có vì họ không có đủ phúc báo. Dù làm ăn, đi ra ngoài xã hội kiếm được tiền đều rất khó khăn. Đọc sách luôn là ưu tiên, nhưng nên hiểu kiếm tiền và đọc sách là hai việc khác nhau. Từ đây bạn cũng tìm ra được câu trả lời cho những ai vì sao giỏi thế mà vẫn nghèo. Phúc báo đứng trước cả trí tuệ. Hơn nữa, phúc báo của một người đều phải từ bản thân người ấy tự bù đắp. Ngay cả những người thân cũng không cách nào có thể thay thế họ được. Ví dụ như cùng sinh trong một nhà, nhưng người nhiều phúc báo hơn thì dễ giàu có hơn. Phúc vận do đức mà tới. Tổ tiên không tích đức cho con cháu không có phúc để hưởng thì sẽ dễ phá sản. Con trẻ cũng có phúc báo và nghiệp lực của riêng chúng, cha mẹ không cách nào thay thế cho con trẻ. Vậy thì điều cha mẹ có thể làm được là giúp cho con trẻ nuôi dưỡng và bồi đắp phúc đức. Con trẻ đủ kiến thức, hiểu biết và cộng thêm phước báo thì không nhất thiết phải dùng tới tiền của để lại. Vì có cố gắng để lại, nhưng với sự kém cỏi của mình thì tiền bạc bao nhiêu cũng tiêu tan hết. Cho nên chi bằng từ nhỏ đã nuôi dạy chúng trở thành người đức độ, hiểu biết. Không nên xem nhẹ phúc báo. Phúc báo cũng còn có thể cứu được mạng người. Tiền bạc của một người cũng phải đánh đổi từ phúc báo mà có. Có được phúc báo, tất cả của cải bạn đều có thể tạo ra. Những bậc trí nhân mới đủ hiểu điều này.
họ đã khôn ngoan khi từ bỏ đồng tiền và danh vọng, vốn là sự cám dỗ bậc nhất đối với con người, để mà đổi lấy đức cho bản thân. Khi lìa đời, tiền mất đi, phúc báo ở lại. Luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kỳ ai, cho dù đó là một người giàu có và danh vọng bậc nhất, hay chỉ là một thường dân nghèo nàn. Đừng để tới khi ốm đau, bệnh tật, trước khi lìa đời lại tự hỏi cả một đời tích lũy là vì đâu, tranh tranh đấu đấu là vì điều gì. Để được làm người, sinh mệnh đó thực sự may mắn. Nhưng con người khi sinh ra không mang tới cõi đời bất cứ thứ gì, nhỏ bé, trần trụi và chỉ có vậy. Lúc nhắm mắt xuôi tay, cho dù trong cuộc đời có kiếm bộn tiền, có làm ông to bà lớn, vẫn chẳng thể mang theo. Cái duy nhất gắn liền với chúng ta đó là nghiệp, tích tụ từ việc thiện và ác mà họ đã thực hiện khi làm kiếp người. Thử hỏi, giàu có thì bạn có thể mua nổi đức? Nếu số tiền tài và danh vọng đó được tích lũy từ những hành vi tạo nghiệp nặng qua tranh giành, cưỡng đoạt và làm hại người khác. Tiền bạc và danh vọng đối với một người khi đã nhắm mắt xuôi tay không là gì cả, thậm chí còn mang tới cái nợ lớn cho họ, để rồi phải chịu phán xét nghiêm minh của luật nhân quả. Đây chính là tính trọng yếu của phúc báo. Tiền bạc có thể bị người khác đoạt mất đi, nhưng phúc báo thì người khác không cách nào có thể chiếm đoạt được. Làm những điều này, dù giàu hay nghèo, bạn cũng sớm được hưởng phúc báo đời người. Tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh. Thiện ác báo ứng, người ác hầu nên đề phòng quả báo. Đề tài đáng lẽ không bao giờ được nhắc tới, nhất là cho mục đích đưa chuyện, vì chúng gây ra cảm giác tổn thương, khó chịu, thậm chí là oán hận cho người trong cuộc. Hơn nữa, chúng cũng khiến người khác dễ dàng gán cho bạn cái mác miệng rộng đưa chuyện. Như vậy, dần dà mọi người sẽ tự động xa lánh, cô lập, không còn muốn giao tiếp với bạn nữa. 2. Luôn nhắm đến sai lầm trong quá khứ. Khi bạn thiện ý khuyên nhủ người khác, đừng luôn miệng nhắc về những sai lầm trong quá khứ của họ. Nếu như không muốn kích thích tâm lý phản kháng, không muốn chấp nhận sự thật, vốn là thiện ý nhưng do diễn đạt sai cách, cũng có thể trở thành ác ý. Dù khen hay chê cũng cần có kỹ xảo, có thứ tự trước sau, khiến đối phương sẵn lòng lắng nghe và tiếp nhận một cách chân thành. 3. Công kích cá nhân